nhân dân Quảng Ninh và Quảng Ninh than trên những đoàn tàu không số, binh đoàn than như một niềm yêu mến của những người thợ vùng than, càng khắc ghi truyền thống kỷ luật và đồng tâm của biên họ bất khuất. Tôi sinh ra sâu thẳm nỗi nhớ của cha.